cũng không ấy. Nếu mà chính xác mà cân trang đấy mà có bầu mà chính xác đi xét nghiệm ngoài, tao không chấp nhận, là nói thật như vậy. Nó chắc không phải là của con đâu, để con cho nó đi xét nghiệm như thế nào. Tao không ưa nó làm đâu. Sao nếu tự nhiên nó đi đâu mấy tháng rồi tự nhiên nó quay lại làm sao mà bầu của con được. Chắc là nó nói như thế để con hoài ấy nhau thôi. Nếu mà nó có, tao không chấp nhận cái trang đấy đâu. Đừng có mơ. Con cũng có chấp nhận nó đâu. Con với Hoài đang yêu mày nhau, mẹ mày không thấy à? Mày với con Hoài tôi chỉ cứ chấp nhận một con Hoài, còn riêng cái trang biết. Cái chuyện của con mơ bầu vì cái trang thôi lâu lắm rồi. Tự nhiên nó ở đâu nó chui ra xong là nó lên nó bảo là nó vậy nên là bây giờ mày phải làm nhanh chóng với cái con trang kia đi. Làm đi xét nghiệm xem như thế nào. Đi. Nhìn nghe nói từ từ không có đi đâu mà Hoài. Nhớ nó xuống nhưng người chơi với mẹ thì sao? Bỏ tay ra. Có gì mẹ nói đi xem nào. Nói cái gì, nói cái chuyện con trang cái gì đó. Bây giờ bầu bì đến nó đến cho mình nó đưa cái gì? Bầu bì cho mẹ vậy thì mình giải quyết như thế nào, giải quyết dứt điểm với cho mẹ xem nào. Dứt điểm. Thôi mày phải có nó không? Không biết như nào đây này. Như nào mà có không nói thì ai mà biết nó tự nhiên nó mang giấy bầu đến đây, ai mà biết được. Ai biết là chắc mày có thì bây giờ nhá, nếu mà nó có nhá, con Hoài mà nó biết được thì nó biết mày với con Giang yêu nhau rồi. Nhưng mà bây giờ nhá, mày mà có bầu với nó cái con Hoài nó sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Thôi mày luôn, nó không yêu đâu. Mày đừng có để cho mà mất cơ hội rồi, mình không được với mẹ đâu. Tự nhiên nó mang giấy bầu vì đến, ai mà biết được nó ấy. Giấy bầu đấy. Mẹ bảo nó đi, nó bỏ qua sau là nó về, nó đi đâu, nó yêu ai. Đến mấy tháng trời, tự nhiên giờ nó quay lại, nó bảo bầu của con ai còn chấp nhận được. Vậy thì mẹ bảo đây này, mày bây giờ mày với nó đi, cho đi xét nghiệm đấy, có để bịt cái mồm nó có con này nhá. Mẹ nghi là nó sẽ tìm cách để nó vã vỡ mày với con Hoài. Nên là nó sẽ nói con Hoài nó chán mày, cái lúc đấy mày đừng có trách với mẹ nghe chưa. Bây giờ mẹ bảo con làm sao? Cho nó đi xét nghiệm đi xem có phải không. Nếu nó phải thì làm sao? Phải tao cũng không ấy. Nếu mà chính xác mà cân trang đấy mà có bầu mà chính xác đi xét nghiệm ngoài, tao không chấp nhận, là nói thật như vậy. Nó chắc không phải là của con đâu, để con cho nó đi xét nghiệm như thế nào. Tao không ưa nó làm đâu. Sao nếu mà tự nhiên nó đi đâu mấy tháng rồi tự nhiên nó quay lại làm sao mà bầu của con được. Chắc là nó nói như thế để con hoài ấy nhau thôi. Nếu mà nó có, tao không chấp nhận cái trang đấy đâu. Đừng có mà mơ. Con cũng có chấp nhận nó đâu. Con với Hoài đang yêu mày nhau, mẹ mày không thấy à? Mày với con Hoài tôi chỉ cứ chấp nhận một con Hoài, còn riêng cái trang biết. Cái chuyện của con mơ bầu vì cái con trang thôi lâu lắm rồi. Tự nhiên nó ở đâu nó chui ra xong là nó lên nó bảo là nó vậy nên mà. Là bây giờ mày phải làm nhanh chóng với cái con trang kia đi. Làm đi xét nghiệm xem như thế nào. Đấy, để con cho đi xét nghiệm cho nó câm luôn mồm. Câm bịt ngay cái mồm, nếu mà xét nghiệm không có mà được đến lằng nhằng á. Báo biệt cho mẹ nó đi. Bịt cái mồm mình đi. Đây này, nó giờ, chắc là nó không phải đâu, nó đang to mồm vậy, nó tưởng mình sợ ấy. Sao nó cứ hết tìm mày xong rồi lại đến tìm mẹ vậy? Nó biết con yêu Hoài nên là chắc là nó nói vậy để nó dọa vậy. Đấy, nó dọa vậy làm sao? Nó dọa vậy để con Hoài nó biết là nó chán hay không? Nó chán là nó bỏ con là nó tấn công đến mày đấy, nghe chưa? Nên mày bây giờ làm sao mà nhanh chóng đi xem được đúng chính xác như vậy không? Vậy để mai con cho đi xét nghiệm. Cho đi xét nghiệm? Không đúng phải cái nếu không phải một phát cái mồm luôn. Không, mẹ nó đến đây con, nữa con, thì con bảo bầu của con, bầu của con tôi đi đâu mấy tháng rồi làm sao mà bầu của con được. Vậy nên mẹ bảo cái con này là chắc là nó mưu mô, còn nếu mà nó cần mày thì từ đầu nó đã không đi với nọ kia rồi phải không? Bây giờ thấy ngon lành thì thấy mày với con Hoài như vậy là Hoài nó bây giờ là chỉ hôm nọ gặp nhau rồi, gặp cái trang rồi. Hoài biết, con cũng nhận với Hoài là hai đứa con đợt trước yêu nhau. Ừ, nhưng mà thôi lâu rồi. Nhưng mà bảo con Hoài nó biết vậy thôi, nhưng bây giờ nghe đến bảo là con trang kia có bầu mày rồi. Con Hoài không bao giờ nó xem mấy mày. Con thì sợ cái trang gặp con Hoài để cứ lên trên đấy, lúc nào cái trang đến cũng đuổi đi. Không nó gặp con Hoài xong là nó nói linh tinh ra. Vậy nên là mày cứ chỉ là chỗ chị xem chỗ anh Hải đấy. Mày xem là nó hay mò đến đấy phải không? Đừng có cho nó vào để nó nói cái chuyện với cân xe cân Hoài nữa, nghe chưa? Riêng là đến cổng người nhờ chị xem là đừng có cho cân trang nó vào nói chuyện cân Hoài nữa. Xong nó đi xét nghiệm xem như thế này. Đấy, từ giờ ra mày phải đừng cái cho cân trang đếm vào trong nhà nhanh Hải nữa. Nó mà nói chuyện với cái cân sen lúc không có mày nữa, không nói với cân Hoài là mày chết thì đừng có nói đâu. Mình tao không có vậy, sợ nó nói tao liên thuyền ra ai. Đấy, sợ không có nói có mà cân Hoài nữa liên tinh tăng. Bây giờ mà mày như vậy khéo là cân là, Hoài nó chán luôn ấy. Khéo là nói yêu thằng nào xong là
có bầu gì ra xong là ấy, nó không chịu trách nhiệm, xong là bắt nó bây giờ đến giờ ăn vạ mày, ăn vạ mình ý. Nên là mày phải làm nhanh chóng cho con ạ. À, không có nó đạp đổ nó. Ai mà ai chẳng muốn giải quyết nhanh chóng. Con bây giờ con chỉ yêu hài như mẹ không thấy à? Hai đứa yên đang yêu nhau, con chẳng cần nóng lòng với mẹ ai. Chết mẹ sốt ruột một, con sốt ruột 10. Mẹ vậy mà lo thế chứ. Chỉ sợ nó gặp con Hoài nó bảo là chờ tiểu chiếc con Hoài nó lại trách mình, nó không, nó lại giận dữ, hai đứa lại giận dữ tưng nhau buồn lắm. Chán, nếu mà hai đứa mà lại nói cái này nhằng 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 thì mẹ chán lắm. Nhằng mẹ không mình gì phải lo cả. Chỉ cho lo đi, chứ chẳng gì mà không lo. Cho đi xét nghiệm một phát không phải là đuổi cút nó về quê luôn. Không bao giờ ấy nó lại đây. Vậy thì mai mày làm luôn đi cho mẹ đi. Càng sớm càng tốt. Không phải như cái gì mà để dày già được, nghe chưa? Ngày mai cho đi xét nghiệm luôn. Làm luôn đi, đừng có để dày già luôn. Cho nó câm mồm với con đấy đi. Đã đuổi đi mấy lần rồi. Cái con đấy mẹ nói nha, con đấy không phải là vừa được dựng người cất trang này. Ví dụ mà nó kinh hơn mình nghĩ. Tự nhiên nó hôm gặp con với Hoài tự nhiên nó nhận, nó bảo là nó là người yêu con. Ừ. Yêu đương cái gì lại nó. Con này nhìn cái mặt nó nói thật thôi. Mẹ kinh. Vậy không biết mày gì có quen biết mấy cân trang như mẹ thế nha. Không thấy hợp tí nào, nói thật luôn. Thao mà thật cần nói thật mỗi Hoài đấy tên là hợp. Mà bây giờ nó đến phá đám một con Hoài nó lại tìm mày thế nha. Mẹ nghe buồn cho mày. Nên là đang hai đứa đang vui vẻ, con Hoài đang vui vẻ hạnh phúc với nhau. Nhưng tự nhiên là đến trong lần nó quấy. Nhưng mà bây giờ mấy nay Hoài ít nói chuyện được con. Vậy á? Nó kiểu cũng giận giận nhưng mà không nói ra thôi. Ừ, nhưng mình phải nói chứ, con Hoài nó hiểu nghe chưa? Không, hôm con nói với rồi, con bảo là bọn con không còn gì cả. Mày mà để cái con Hoài nó giận mày thì đúng là tôi buồn. Không, đang tình cảm đang đi lên mà để đi xuống thì thôi rồi. Chán. Ai chẳng muốn giải quyết nhanh chóng mẹ thật. Đấy, con Hoài nó đóng hàng đồng biết đấy. Bây giờ lên làm biết cho nó đỡ mệt, nghe chưa? Con vẫn làm cơ mà, để bây giờ con ở trên đấy con làm con chàng đến mà nó đuổi luôn. Đấy, mình không cứ để mẹ ở nhà được, mày ở trên đấy mà cứ canh sợ cân trang là đến mà đóng hàng cho con Hoài. Lúc nào xem như thế nào để mai để xét nghiệm cái là cho nó về quê, không cứ lúc nào nơm nớp cứ sợ nó nói chuyện Hoài làm sao canh được nó mãi, nhỡ đâu xảy ra cái nó lại nói linh ta linh tinh xong là hai đứa lại giận nhau. Đấy, hai đứa giận nhau nói cái tình cảm mà đã sắt mẻ đi rồi á, không bằng ban đầu đâu, nên là làm sao mình mẹ cái con đấy. Chắc là không có gì đâu, mẹ phải tin con nhi. Tin thì tin nhưng trong lòng tôi vẫn còn lo, nghe chưa? Tin thì tin rồi nhưng mà trong lòng tôi nhìn thấy con đấy là cái mặt lần trong gian trá là nó nói không nói có rồi. Nhìn cái mặt mẹ đã đoán được luôn là con đấy này. Trong nhìn cái mặt nó gian lắm. Trông gian dối lắm. Nói gian dối. Mày, được vậy. Thôi mày đi lên mà đóng hàng với Lị Khăn Hoài đi. Để mai con giải quyết ra còn con lên kia. Đi lên đóng hàng đi, nhỡ không ai đến để lại nói chuyện con Hoài đâm để rách việc ra. Chắc là con nghĩ nó cũng không dám đến đâu, nó không dám mò đến đâu. Thôi thì tôi giờ nó đi. Đang nói chuyện với mình như cứ để nhà cho việc nhà thì cho mẹ làm hết, đi lên mà đóng hàng cho con Hoài. Để con lên trên đấy con xem thế nào. Lên đi.